Vâng, xin chào mừng các bạn đến kênh Ngọc Quang Vlog của mình ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên xin thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian click vào xem video tiếp theo của mình. Thì chia sẻ các bạn hôm nay là thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 2022 các bạn. Đó thì ngày nay mình đi mua bò thì mình bắt được tổng thể là 4 con nghé. Đó, 4 con nghé này thì giá mini học sinh thôi các bạn. Nói chung là 4 con này là bò để man hết, man chuỗi hết á. Mình chỉ có hai con man chuỗi, hai cái là hai con man chuỗi không có sừng. Hai con đực là có lớp da sừng. Đó. Thì nói chung là bốn con này thì giá mini thôi các bạn, không có con nào vượt quá 15 triệu hết, từ 15 triệu quay đầu hết, giá nhẹ nhàng học sinh luôn. Đó thì bây giờ mình quay chi tiết bốn con nghe này cho các bạn tham khảo, thì ai có nhu cầu mua bộ béo hoặc là sinh sản thì có liên hệ với mình. Nói chung là hàng nhẹ nhẹ tiền nha các bạn, hàng mini đó, cho ai ít vốn mà nuôi nhanh lời. Đó, nói chung bò này thì về các bạn nuôi một tháng hai tháng không nuôi bán lại mình cũng được, tại vì cái bò này nó nhẹ vốn các bạn, mà nuôi thì nhanh lời, là nuôi tháng nào là ngày tháng nói. Đó, bò này thì bốn con này thì không có con nào còn bú con đồi hết, bò đã ra bò rồi, cỡ 6 tháng mấy gần 7 tháng hết rồi. Đó, bây giờ mình quay chi tiết bốn con nghé này cho các bạn tham khảo. Rồi, bắt đầu vào nội dung chính mình, chi tiết bốn con nghé nha các bạn. Con nào 2 tháng? Con 2 tháng, còn con này 20 ngày anh. Con tháng anh. Đây, hầu bán con 23 không? Những con 25 không? Đấy. Giờ gì ở đây? Chưa rồi, chưa hai con hết, con này 2 tháng, con này 1 tháng. Đó. Đây mới có mười mấy tháng là cho mấy nào. Non. Con cột 11. Rồi đấy. Hàng đây cửa dưới em hết rồi, chưa tấn em đâu. Dòng rất là mạnh điện, nhanh điện, cực kỳ. Đó, anh gốm không? Hai con hồng mình bán này các bạn. Đây nuôi cũng con hơi ốm nha. Thiếu cỏ anh, ừ, thiếu cỏ nó ốm sao sao bò hơi ốm á, cái bò này ăn dữ lắm á. Ui giời con. Chặt ra nó ăn vô đỡ dài nó kéo vô mắng vô hết chị. Ừ. Ui hai con ăn đã. Có cắm gạo ấy, đổ thêm vô cho nó uống, cắm bột mì vậy. Nha. Có ra mặt. Rồi, siêu phẩm về bà con ơi, đó, giá mini học sinh không? Toàn là dưới 15 triệu thôi các bạn ơi, đó, bò dày dặn đẹp nghe. Đó, thì đây là hai con nghe đực đầu tiên. Đó, nói chung là cái chuông này là ba con. Thì hai nghe đực với một con nghe cái Denman. Đó, nói chung là bò Denman hết. Hai con đực này cũng hai con Denman luôn, một con màu đỏ, một con màu trắng. Đấy. Dày dặn, con nào dậu yếm nó cũng tốt hết, đít đai rồi cũng nở hết, chân cánh to. Đó, bò cấp lai đàng hoàng, ra Denman, mình nhảy đó. Đó, còn con này là nghe cái Denman. Đấy, ba con này thì một chuồng. Man này con man tuổi. Đó thì nghe này biết được bốn con nha các bạn, còn một con nghe cái Denman kia nữa. Đó. Con ba bê nhỏ này thì mình mua rồi mình bán rồi. Đó, của con chú này là tổng thể là bốn con. Đó thì mình mua hết bốn con của con chú này luôn. Con nghe đực 3B nhỏ kia thì mình bán với giá là 12 triệu 500 ngàn. Đó, 3B phối kia mình bán rồi. Đó, thì giờ còn còn lại là ba con, với một con nghe cái mình bắt kia nữa là bốn con. Đó, thì hai con nghe đực Denman này, đó con đỏ này với con trắng kia. Đó, mình báo giá chi tiết từng con luôn. Đó thì con đực Denman màu con màu đỏ này là giá 14 triệu 500. Đó, con nghe cái Denman này đó giá 15 triệu. Đó, nghe cái Redman đầu trụi nha các bạn, không có sừng ngàn lử liếc rồi đen hết, xây tích đồ nghiêm hết, chân càng to. Đấy, dậu kéo dậu liền yếm bốn vú đều hết. Đó, con này đầu trụi không có sừng. Đó, hai con đực thì có lớp da sừng, còn hai con cái thì đầu trụi lũi luôn, không có sừng luôn. Con này giờ nuôi tới già là cũng có ra sừng luôn các bạn. Đó, dài đòn chân càng nó to. Đó, có đuôi bự đuôi dài. Đó, liền lạc bò bò này không còn bú nha các bạn. Đó, con nghe đực Denman này. Đó, màu móc bánh mì chứ không phải màu trắng. Đó, thì con đực Denman này giá 15 triệu. Đó, già hàng nhẹ nhẹ tiền thôi các bạn. Về bò béo cho mèo lời. Đó. Rồi, quay lại con cái siêu phẩm này cho các bạn xem. Đó, cái Denman dày dặn, dậu liền yếm. Đó. Ba con này, bốn con này, một chuồng thì mình bắt hết rồi. Đó, thì con ba bê thì mình bán trước rồi. Đó, nhẹ nhẹ tiền, có 12 triệu 500 thôi. Thì còn hai con đực. Đó, một con giá con đực đỏ này là giá 14 triệu 500, con đực trắng là giá 15 triệu. Là tại vì con đực trắng nó mập hơn chút các bạn, dày dặn hơn chút, hơn 500 ngàn. Đó. Một kẹp luôn, rất khéo, nhẹ tiền. Bò này già bò nha các bạn, không còn bú liếm nữa các bạn. Ăn uống rồi, không có la không họ nghe nữa hết. Đó, hai con này là một kẹp là 29 triệu 500. Đó, còn cái Denman này thì giá 15 triệu. Đó. Nói chung là tiền nào cũng nói thôi các bạn. Thì bò đẹp thì tiền nhiều. Đó, bò nhỏ nhỏ thì tiền nhẹ. Đó, tiền nào thì cũng nói. Đó,
con đỏ 14 nem, con trắng này 15. Đó, còn con Deadman này giá 15 triệu. Rồi, tiếp theo một siêu phẩm Deadman nữa đây các bạn. Đó, thì ngày nay bác được 5 con mà bán một con ba bê nhẹ giá rồi, có 12 triệu 500 thôi. Đó, rồi tiếp theo còn 3 con với lại con nghe cái Deadman này, đầu trụi luôn. Đó, cũng da bò rồi, không còn bú nữa. Thì con nghe cái Deadman này, mình báo giá công khai là 14 triệu 500. Đó, nhỏ hơn con kia xíu nhưng mà mập mạp hơn. Đó, thì chi tiết bố con nghĩ lại xem. Thì ai có nhu cầu nuôi sinh sản hay cổ béo thì cứ liên hệ với mình. Số điện thoại bên góc trái màn hình của mình các bạn. Rồi, ở trong này video mình cũng tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Đã ngày mai mình đi mua bò tiếp thì có bao nhiêu nữa thì mình làm video bằng xem. Rồi, nói chung bye các bạn.